lợi teo ngót, xuất hiện các tam giác đen và rắt thức ăn là tình trạng thường gặp sau khi mà trồng răng implant bằng công nghệ truyền thống. Công nghệ phục hình răng sứ trên implant DCT ra đời là giải pháp giúp loại bỏ hoàn toàn các vấn đề này. Vậy công nghệ DCT có gì vượt trội so với cả công nghệ phục hình sứ thông thường? Cùng bác sĩ giải đáp ngay sau video dưới đây. Xin chào cô, chú, anh chị và các bạn. Tôi là bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương, bác sĩ thuộc chuyên khoa cấy ghép implant tại nha khoa Lạc Việt Intech. Theo thống kê của tổ chức ICOI cùng nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới, thì hiện nay có đến 35% khách hàng sau khi phục hình răng implant gặp tình trạng là tam giác đen này, gây mất thẩm mỹ này, rắt thức ăn này. Đây thực sự là một con số quá lớn. Và nhằm giải quyết nỗi lo đó, nha khoa Lạc Việt Intech cho ra đời công nghệ phục hình răng sứ trên implant DCT. DCT là công nghệ tái tạo lại mô lợi theo 3 chiều không gian, cá nhân hóa hình dạng răng sứ và có khả năng giải quyết triệt để vấn đề rắt thức ăn của công nghệ implant truyền thống. Hiện nay thì DCT được coi là công nghệ tiệm cận nhất với sự hoàn hảo, giải quyết được các cái vấn đề còn đang tồn đọng của công nghệ phục hình răng sứ thông thường. Để cô chú và anh chị có thể hiểu kỹ hơn về công nghệ phục hình răng sứ trên implant này, tôi sẽ thực hiện so sánh với công nghệ phục hình răng sứ phổ thông qua 3 khía cạnh chính sau đây. Thứ nhất, đó chính là thiết kế của trụ phục hình hay còn gọi là abutment. Thì trên phương diện thẩm mỹ của mô mềm, tức là thẩm mỹ hồng, thì một chiếc răng được gọi là đẹp khi mà lợi ở vùng cổ răng này có một cái độ phồng nhất định theo chiều trong ngoài, có nhú lợi che kín được tam giác đen, có đường viền lợi ngang bằng với cả các răng còn lại và ngang bằng với cả đường cổ răng thẩm mỹ. Tuy nhiên thì khi mà bị mất răng ấy, thì lợi sẽ có xu hướng là bị co ngót lại. Cô chú và anh chị có thể nhìn thấy hình ảnh dưới đây. Đối với cả phương pháp cấy implant thông thường như hiện nay thì việc sử dụng các trụ phục hình hay còn gọi là abutment được sản xuất sẵn theo chân răng implant thì không thể tạo ra được một cổ răng giải phẫu phù hợp đối với cả từng bệnh nhân, dẫn tới là trụ phục hình không đạt được độ phồng lợi cần thiết. Sau đây thì tôi sẽ phân tích một vài trường hợp mà khách hàng sử dụng trụ phục hình được thiết kế bởi DCT và trụ phục hình abutment truyền thống để chúng ta có thể thấy rõ được ưu điểm của DCT so với cả phục hình truyền thống. Đây là một trường hợp implant cắm tại vị trí răng số 5 hàm trên và được thiết kế bởi một trụ phục hình Helling truyền thống, tức là sẽ sử dụng một trụ abutment truyền thống. Thì chúng ta có thể thấy được trên hình ảnh như thế này thì cái vùng xương, đường vòng phía cổ răng của các cái răng thật có độ cong lồi ra phía ngoài và phía trong. Tuy nhiên thì tại vị trí cắm implant thì độ vòng này bị tiêu ngót do tình trạng là mất răng và tiêu xương, tạo cho việc là sống hàm ở vị trí này bị lõm lại theo hình là đồng hồ cát. Đối với cả một trụ abutment truyền thống thì sẽ phải đi với cả một trụ Helling truyền thống. Thì trụ Helling truyền thống này thì sẽ có kích thước rất là nhỏ và không có khả năng đẩy phồng lợi ra theo đúng như là đường lợi sinh lý giải phẫu như là răng thật. Chúng ta có thể so sánh hai bên. Đây sẽ là đường viền níu của răng implant thì sẽ bằng đúng với cả đường chu vi của chiếc Helling mà mình lựa chọn đặt, trong khi thì đường cổ răng ở răng thật thì có chu vi lớn hơn rất là nhiều. Đây là một trường hợp sử dụng công nghệ phục hình bằng DCT thì tất cả những cái trụ Helling cá nhân, tức là trụ lành thương, đều được thiết kế cá nhân hóa và đặt vào vị trí implant. Nó sẽ có một cái hình dạng đúng như là cái hình dạng của phần mô níu giống như là răng thật, có độ phồng biến thiên tùy vào vị trí lợi phía trong, phía ngoài hay là phía trước, phía sau. Đây ạ, sau khi đặt implant, chúng ta đặt vào đây là một cái trụ lành thương cá nhân, tức là customized Helling. Thì sau khi mà lành thương xong ấy thì sẽ tạo ra được độ phồng lợi giống như là răng thật và nó sẽ không có hình ảnh là bị sống hàm, bị tiêu lõm vào hình ảnh của đồng hồ cát. Đây là đối với răng hàm. Đối với cả vùng răng cửa, khi mà được sử dụng công nghệ phục hình DCT tái tạo lại đường viền lợi giống như là răng thật, các bạn có thể thấy đây là vị trí của cây implant, còn ở phía ngoài này là vị trí của đường viền lợi. Chúng ta có thể đẩy đường viền lợi của răng implant ra phía ngoài, có được độ phồng như là đối với răng thật, và đường viền níu xung quanh implant cũng được trả lại đúng như đường viền níu giải phẫu. Điều này sẽ giúp cho răng implant có khả năng nâng đỡ phục hình là tốt nhất, chống sự xâm nhập của vi khuẩn cũng như là tạo ra được một cái hình thể răng thẩm mỹ về hình thể và màu sắc. Đây là một chiếc customized Helling và customized copping dùng để lấy dấu chiếc răng này.
để sẽ tiến hành là copy toàn bộ cái phần viền niếu cũng như là phần omission profile của niếu của lợn. Chúng ta sẽ đưa vào trong máy tính và nhờ các cái phần mềm thiết kế để thiết kế ra được một chiếc răng giải phẫu nhất, sinh lý nhất, đẹp nhất và bền bỉ nhất. Qua phân tích hai trường hợp trên thì chúng ta có thể thấy rằng là việc sử dụng một số kích thước abutment đi kèm theo trụ implant trên tất cả các bệnh nhân sẽ không có khả năng tạo ra được độ phồng lợi tốt nhất, không đảm bảo được phần thẩm mỹ mô mềm. Chính vì vậy thì DCT đã hoàn toàn giải quyết được vấn đề này. Với công nghệ DCT, abutment sẽ được sản xuất cá nhân hóa theo từng bệnh nhân sau khi thu thập dữ liệu lợn và răng bằng công nghệ scanning oral. Dữ liệu này sẽ được chuyển vào phần mềm ESOCAD. Việc chuyển dữ liệu vào phần mềm thì sẽ giúp tái lập lại giả định theo không gian 3 chiều, tức là sẽ có chiều ngoài trong này, chiều gần xa và chiều trên dưới, từ đó tạo ra được thiết kế một mô lợi hoàn hảo. Thứ hai, việc cá nhân hóa răng sứ trên implant. Thẩm mỹ một chiếc răng được đánh giá dựa trên hai tiêu chí chính, đó chính là hình thể răng và màu sắc răng. Về màu sắc thì các loại răng sứ trên implant hiện nay đã gần như đáp ứng được tiêu chí về mặt thẩm mỹ. Tuy nhiên, lại gặp vấn đề rất lớn về mặt hình thể. Do các trục phù hình hay gọi là abutment bán sẵn của implant không thể tạo hình được lợn, khiến cho răng sứ trên implant thường có vùng cổ răng nhỏ hơn rất nhiều so với cả răng thật, khiến cho răng implant nhỏ hơn, ngắn hơn và thường có hình tròn so với cả giải phẫu. Ngoài ra thì với phương pháp cũ, việc lấy dấu bằng thạch cao sẽ tạo ra độ sai lệch lớn, gây ra sai lệch về khớp cắn, kênh cộ hoặc tệ hơn là khách hàng phải đi lại nhiều lần mới lắp được răng. Thời gian sử dụng về lâu dài thì có thể gây ra các tình trạng như là bong chóc bề mặt răng sứ này, sứt mẻ sau thời gian sử dụng. Trong khi đó thì việc ứng dụng công nghệ DCT răng sứ trên implant sẽ đạt được hình dạng giống đúc như là răng thật, cổ răng theo thiết kế đường viền lợi cá nhân hóa nên là răng sứ có độ phồng này, màu sắc sẽ được trong như là răng thật. Nhờ có hình dạng giống đúc như là răng thật, lại được cắt tiện nguyên khối 3D Pro Multilayer đa lớp nên là sẽ đạt được các cái như là độ trong cao, độ bền cao, hiệu ứng màu sắc đẹp nên là răng sứ được sản xuất bởi DCT, không sứt mẻ như là răng sứ ở công nghệ implant truyền thống. Thứ ba thì chính là khả năng chống rát thức ăn. Rát thức ăn thì là vấn đề thường gặp đối với cả phương pháp trồng răng implant truyền thống hiện nay. Nguyên nhân rát thức ăn thì có thể do là răng sứ được chế tác thiếu chính xác. Tuy nhiên thì nguyên nhân chính chủ yếu là do yếu điểm cố hữu của trụ abutment chế tác sẵn, tức là trụ abutment được bán kèm theo implant. Trụ abutment quá bé và không theo hình thể giải phẫu lợn đã để lại một khoảng tam giác đen quá lớn vùng hai bên kẽ răng, gây ra rát thức ăn ở vùng này. Ngoài ra thì nó còn để lại một khoảng trống giữa má và lợn ở phía ngoài, dẫn đến ứ động thức ăn tại đây. Công nghệ DCT cho phép tạo được đường viền lợn giống như giải phẫu ban đầu. Ngoài ra thì với việc gia cố tế bào sinh học tương ứng cao bằng công nghệ nano siêu phân tử, nếu lợn sát thịt bám chặt vào cổ abutment sẽ tạo ra một khoảng liên kết sinh học vững chắc, ngăn ngừa không cho thức ăn và vi khuẩn có cơ hội xâm nhập xuống vùng chân implant. Như vậy thì có thể thấy rằng DCT hoàn toàn vượt trội so với cả công nghệ phục hình thông thường, cả về thiết kế trụ abutment, thiết kế răng sứ trên implant. Điều này thì sẽ giúp tạo ra được độ phồng cho lợn, giúp răng có thẩm mỹ hơn, không gặp tình trạng tam giác đen gây rát thức ăn. Trên đây là những chia sẻ của bác sĩ về công nghệ phục hình răng sứ trên implant so với cả công nghệ thông thường. Nếu như có bất cứ những băn khoăn, thắc mắc, hãy liên hệ ngay với nha khoa Lạc Việt Dentech để được giải đáp và tư vấn kịp thời các bạn nhé. Nha khoa Lạc Việt Dentech dẫn đầu chất lượng điều trị.